Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay vùng mưa ở Bắc Bộ có sự thay đổi. Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai sang đến Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, thậm chí xuống đến cả Quảng Ninh sẽ lại xuất hiện những cơn mưa rào và dông trên diện rộng. Nguyên nhân là rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ nâng trục hẳn lên phía Bắc. Sang ngày mai, rãnh áp thấp suy yếu, vùng thấp phía Tây lại nhen nhóm phát triển trở lại. Miền Bắc trời sẽ có nắng sớm hơn, nền nhiệt toàn miền Bắc sẽ duy trì ở ngưỡng nhiệt là 34 đến 35 độ. Còn với miền Trung, hôm nay đã là ngày nắng nóng diện rộng thứ hai liên tục. Và ngày mai, thời điểm khối không khí biển lấn sâu vào nhất, vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn mà nó tạo ra cũng hoạt động mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, nắng nóng trong giai đoạn sang thu cũng không còn quá gay gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ duy trì mức nhiệt là 35 đến 37 độ. Khu vực vùng núi phía Tây như là Tĩnh Gia, Tương Dương hay là cả Ba Tơ, nhiệt độ sẽ xấp xỉ ở ngưỡng là 38 độ. Trong khi đó, ở phía Nam, khối không khí ổn định bao trùm ngăn cản sự hình thành mây. Vì thế, ngày mai sẽ lại thêm một ngày nữa mà Nam Bộ cũng như Tây Nguyên nắng với cường độ mạnh. Nền nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên giữ mức 31 đến 35 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng giữ ngưỡng cao là 33 đến 35 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió Tây Nam cấp 5, nhiệt độ 28 đến 33 độ. Khu vực huyện đảo Trường Sa không mưa, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ 27 đến 33 độ. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.